À, cô Yến Phạm, cô có xem like cô. À, chào cô Yến Phạm nha. Hôm nay cô Yến Phạm với chú Khởi có tặng sữa Ensure cho mẹ Phiêu Long nha. Đó giờ 4 hộp bây giờ con sẽ đưa sữa cho Phiêu Long để về đưa cho mẹ nha, 4 hộp nha. Rồi, 4 hộp nè. Đủ nha cả nhà. Cô con cảm ơn cô Yến Phạm mà chú Khởi đã tặng cho xuống. Đã tặng cho mẹ con 4 hộp sữa nha. Con chú ơi, cảm ơn cô chú rất nhiều. Cảm ơn cô. Bà cào đứng lên nữa mà mày cũng chết. Cô Yến Phạm chú Khởi rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Để yêu thương. À, con cũng nhận được hộp bánh trung thu của toàn nha cô Yến Phạm ơi. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Má con có gửi lời cảm ơn cô nha cô. Với hôm qua cô bị xin cũng có gửi bánh. Chị cô Hương, chị Hương. Chị Hương Nguyễn, chị Hương Nguyễn ơi. Bánh lục sắc. Chị nha đã gửi tặng em một bánh trung thu lục sắc để cúng trung thu cho ba em nha. Cảm ơn cô Yến Phạm nhiều nha. Hương Nguyễn nhiều nha chị. Hôm qua cô Vixin có gửi mọi người một cái bánh. Nhận cái bánh của cô Vixin luôn. Nhận cảm ơn cô Vixin. Cảm ơn cô Vixin luôn nha. Cảm ơn cô Vixin đã cho con cái bánh ăn trung thu. Cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn nha mấy anh chị nha. Cảm ơn cô Vixin nha, cô Yến Phạm nha. Chị Duyên hát nhảy cho sung. Rồi chút xíu ra nhảy luôn nha anh Hoàng Thanh ơi. Hello Nhiên, vợ mình đáp. Trời chào chị Yến Lý nha. Rồi cái chuyện quá trời luôn. Hôm qua không có like hả anh Dậu? Dạ hôm qua em về trễ quá mọi người. Về có 2-3 giờ nên giờ nó thấy mệt đó cả nhà nên offline bữa. 6 phút nữa là đúng 3 giờ chiều quá cho nên là thấy cũng trễ quá nên không có like cho nghỉ like bữa nha mọi người. Quả anh lấy hè trong vé vậy nè. Ăn đi má. Chiên má thử nè. Cũng lẹ rồi 16.000 vậy thôi, 16.000 nhẹ nhàng. Cũng không con gấu 30.000 cũng ăn không được tiền nữa. Dạ, bán bán nữa kìa, chị Duyên này bán một bán kẹo cà phê nữa hả? Dạ, dạ nhưng có bán là chị Mai Lê ơi. Anh 123 cũng hỏi nè, chào anh 123 nha, chào anh Khe Khe nha, có bán bọt khô không? Anh order 2 kg, trời ơi anh Khe Khe này quá trời luôn, chị Duyên bán 5 hộp trong biển, 5 hộp cơm trái nha. Dạ, dạ, em chỉ có hàng tử má. Đâu anh? Chính hàng tử. Mà đúng rồi, chổng là cái chạy là chị có quyền giao mà. Mà anh đâu có chịu tiền đâu. Anh Hoàng Anh đó. Trời ơi, em giao chỗ đó rồi em vô đó luôn anh. Tại anh có đưa tiền khùng luôn. Anh không có mua đâu, về sân đừng có ghi nha. Chị Quyến ơi, cùng rồi hả anh Dậu? Anh Dậu thích ăn đồ ngọt. Thích ăn đồ ngọt. Để dành ăn đi toàn nè. Được. Cái miệng anh quá trời, chị Quý lưu công dạ, cái đó em biết nha. Nói chung chị Quý qua hôm qua thôi nha cả nhà, vui vẻ nha cả nhà ơi. À, chị Quý nói chung là qua cũng không sao nha mọi người. Nói chung là hôm qua thì em nhận được một cái thông tin đó, cái tin nhắn là bên kênh của Thắng vui vẻ nha mọi người, thì là chị Quý là sẽ lôi cung đó mọi người, qua kênh của Thắng vui vẻ mọi người coi nha, có người chụp hình gửi qua cho em nha mọi người, là chị Quý nói là sẽ qua bên kênh nhóm B bỏ nhóm A tụi em nhớ. Ờ qua cũng không biết nha mọi người, đấy gì hỏi là chú Quý nha mọi người. Ừ. Để chú Quý qua cái gì là chú Quý qua tới thì em sẽ hỏi là hỏi thẳng chú Quý luôn nha. Mình mua thật đó, cần có inbox mình nhé. Dạ. Anh mua thật. Mua gà rướng đi, mua khô bò. Dạ. Là bằng như quá cứng gì. Mua 20 bịch. Bó bài. Kẹo đó ngon lắm mà. Lâu không? Ngồi giúp mình gọi cho mọi người. Ủa rồi tối anh làm gì anh gọi em vậy anh Tướng Nguyện? Trời nhớ em chứ làm gì? Nhớ em thì ít mình nhớ cái ít em thì nhiều. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em nhìn anh em ngán quá trời luôn. Ngán không dịch thịt kho. Anh đi có thành công không? Có là hai đứa mình đi cả đây nha. Không, em mà trừ lo công việc hỏi á, công việc của anh có thành công không? Ừ, phải hỏi thăm trước. Xong hết rồi. À, vậy là đợi ký một cái nữa là xong phải không? Ừ, sao em hay hết nhiên thôi. Em muốn giả giúp em ghê vậy đó. Chết thì trời, nói vậy không á má ơi. Đàng hoàng đi. Trời ơi, còn để nói đàng hoàng. Con cái sau này nó còn biết này nó học gì. Hỏi được chứ trời, anh nói vậy hoài. Mà anh đâu có đẻ được đâu. Anh ăn nhìn em già vậy. Má không nhận tính ra ông có duyên quá trời luôn á. Mụ bà, móc họng ông ai vậy? Tự nhiên ông gặp tôi không có nói chuyện, ông cười hoài vậy. Hả?
Mất tích luôn. Bán được chưa? Dạ, bán được rồi, em mới hàng đó được 2 bịch kẹo. Thì có mình bả bán rồi má, chưa ai thì chưa ai bán chưa? Dạ em bán kẹo rồi, bây giờ hả? Em bán đủ. Chứ người nào cũng lạc lẽ thì em phải ngọt thôi. Trời ơi, hay quá, trời ơi. Đúng không? Đúng không anh Tuấn? Trời ơi, sao anh không về đây? Bỏ em cô đơn à. Hả? Để chịu duyên á. Ra liền nha anh, trời ơi, tụi nó ăn hiếp em quá trời luôn á. Trời ơi, bậy rồi đó, chị bậy rồi đó, không ăn hiếp chị nha, trời ơi. Tức phải rồi đó. Nói chuyện vậy không á, cấp nữa à, chị gọi lại nói chuyện, bóng nói chuyện là phải nói chuyện đàng hoàng, phải đặt máy luôn à. Đặt máy làm sắm cho cái bán mới à. Sáng mai vòng 16 cho em đi. Mai mốt anh gọi cho em á, trước khi tắt cái anh phải nói Nhiên ơi anh cúp máy. Chứ anh đừng cúp ngang, nhiều khi em biết anh dặn em hay là anh sao nữa đúng không? Tim em, người em thì hay đa nghi. Chị mình là giống. Tim em thì đau nhói. À, thấy được nó cái gì hoài luôn. Anh không có nghe. À, mất nữa. Chút nữa hả? Chút nữa. Gọi đi gọi chút hoài. Thấy kìa. Trời ơi, không biết tự nhiên là có không gọi nữa. Ai sao chị Duyên thấy chị Duyên nói chuyện với Tuấn Nguyễn, chị Duyên có cảm xúc không nha. Rồi, xong rồi. Wow. Hay quá trời luôn. Chẳng lẽ người ta đang đi công việc tôi khóc cho xui rồi. Bỏ đó vô kìa. Ai vậy? Cái này là mấy tụi này phải ăn thùng chứ không bịch nó không có nghe được. Trời ơi tôi chưa mới hàng rồi. Nó đi. Vui đi mọi người ơi. Chuyện nó bỏ qua một bên. Cái gì vui thì mình để nó vui, cái gì buồn mình bỏ qua một bên nha. Cái gì vui người. Là mình ưu tiên trước đúng không? Buồn là để qua một bên. Không quan trọng. Có người kêu gì bán cái đó là gì bán không? Bán cái gì? Quần lót mang sinh. Em bán chắc em mặc không, không ai mua. Quá trời luôn. Đó, chào mọi người nha. Chào mặt đất anh Minh Đức, chị Vi Nguyễn nha. Người ta bán nhiều quyền ta, trời ơi. Ok nha anh. Ờ, cái gì chị? Cái gì vậy trời, trời ơi. Anh Một Mai Ba làm sao chị? Thôi nói một lần thôi. Trời ơi, anh Một Mai Ba anh có nghe luôn. Chưa anh ơi? Về lẹ làm đám cưới anh ơi, tranh thủ đi. Ủa, anh là đàn ông gamer đó nha. Nói giỡn nha mọi người ơi, vui vẻ nha. Mà em nghĩ chắc vui vẻ với anh, chắc chịu nổi gì không? Ở đây, tới chiều sớm tới giờ. Chích ra cưới nha cả nhà ơi. Ờ, chứ Dũng đi lấy vô lại xíu nữa thì... Chào tới, chào tới. Bán được không? Chào mọi người nha. Chuyện gì bán được anh ơi, đem ba bán được. Ừ. Kỳ vậy. Trời ơi. Xe khe, xe khe. Akha Uku. Uku à. Trời ơi là trời. Trời ơi, ông Tuấn Nguyễn dựng lên luôn nha cả nhà. Trời ơi. Uku Akha vô đây là đi đâu vậy? Ờ, để bên kia đây. Hai cái giống nhau cái nào. À. Đánh một cái đau chết luôn. Rồi, đau bộ. Em bán rồi được cô. Rồi, xuống lại. Hôn nhân thì không đi nha. Hôm qua em có đi thực hiện với nhóm ở Củ Chi mà về trễ quá nên không có like được. Ok nha bà chị. Đi đâu hả? Mua cho tôi ổ bánh mì luôn coi. Để mua cho ngoài này. Mua đây nè. Đừng lấy bơ nha. Bố mày kim dung quá. Lấy bơ. Không, mới vừa xuống tôi đi xe về kẹp. BB đội cái sớ màu đỏ đi phát bánh trung thu đẹp đó em. Kha kha kha. Trời ơi, nhiêu là tọt em nhiêu? 2 triệu. Trời ơi. Anh mới giúp ngân hàng á hả? Trời ơi. Có cho em chút ít thôi. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời luôn. Kêu chị ngủ với ảnh đi, chị không dám ngủ. Người ta là tiền học tiền má trước, ơi. Tiền khôn. Má. Trước thì sao chị? Trời ơi, kẹt mượn anh em đi Phú Quốc á má. Tôi buồn dễ sợ luôn, nó tôi kể cho mày nghe. Sao vậy? Trên live được. Rồi má. À chuyện của mình cho biết mặt đó hả? Không có chuyện nói chuyện đó. Ờ nói chung mấy chuyện nội bộ của anh em. Nội bộ công việc. Sao nữa là lấy tiền hết tháng này lấy tiền của Quốc được rồi chứ về tập cho đứa 10 triệu. Thấy lòng. Ủa? Thôi giữ anh ơi tiền để làm ăn đi anh. Mà đâu có làm ăn đâu trời nó phải nghĩ. Hello Tuấn Nguyễn chúc sức khỏe nhiên hư lắm đó Tuấn Nguyễn kệ mà hai ba bán vốn kệ Tuấn Nguyễn. Anh đi đâu vậy em buồn quá trời.
Vô đây. Anh đi đâu làm em buồn dữ vậy? Em buồn hả? À, anh nhớ anh bị chết. Không có anh em bị bệnh rồi, muốn đám ta. Đi ra giặt quán gì xong đi, gọi điện thoại về KKK, gì xong đang cần bỏ hết đồ cũ kìa KKK. Tám tám đi đâu vậy, chị buồn quá rồi. Ôi ôi, rồi hổng giờ sao không ra đóng clip? Dạ không có anh em đâu có leader, em với anh mới học đóng clip. Ờ em với anh mới học clip thôi. Không có anh làm sao đóng clip được. Rồi có bán nè, có bán cái số không? Dạ. Còn không khỏe. Bán gì? Sẵn đây thì vui quý ở đây thì em nói chung là có anh Đồng Quân. Để cho em không nói tên, nói chung là anh biết người này nhưng mà người ta gửi clip qua là sứ Nguyễn ở bên kênh của tháng thì quý đó là cái lương trung tâm nhóm A sẽ qua bên nhóm B. Hơn Trần đây có hẹn với Hơn Trần sẽ like bên kênh Hơn Trần đúng không? Sao vậy? Này để chị kể nha. Ok, chung nước. Nói từ từ. Ok, để quý nói từ. Chung nước hoài lực à, chung nước nha, chạy thế giới nha. Quý á không bị khủng nhớ. Bữa hôm là đi làm một tay đi ngày lễ ăn. Quý có coi cái clip bây giờ mở clip quý già đi có chứng cứ. Thì quý nói hết đi. Ha, bây giờ đi quý không có nhớ, quý bị khùng. Quý không có nhớ. Bây giờ quý không biết gì hết. Bây giờ quý sẽ mở cái clip quý già là có hết chuyện gì nha. À, quý cũng vui vẻ lắm, bây giờ có quan hệ cho quý. Ý là hôm giờ có gặp bên thằng Thắng không? Không, bị một tay đi ăn quý có đi. À, một tay thôi đúng không? Có đi, có đi với bên kênh của Thắng, có người gửi. À, bây giờ ấy... Có nghĩa là quý lên kênh của Thắng, quý nói là quý sẽ coi lưu cung nhóm A, không qua không, 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 A không, nữa. Quý không có nói. Sẽ qua bên nhóm B. À, quý nói quý không có thời gian quay. Chị nói chưa có thời gian quay. Anh coi rồi, anh đừng đặt tên người này lên nha. Bà đâu có biết chữ đâu. Biết chữ đâu. Mới gửi hôm qua luôn á. Không mà clip nào mới được, clip mới đăng lâu chưa? Nè một tay kìa, chỉ có clip nào tao. Lâu rồi. Nè bây giờ mở đi một tay đi. Chỉ có chứng quyền hết luôn. Ok nha, bây giờ quý đã bị bệnh nha, có quan hệ cho chị. À cho anh quý cũng bị khùng luôn. À hai chị em ăn cơm rồi, bây giờ chị đã có clip nè. Bây giờ mới xem clip rồi chị kể ra. Chị quý là không có thời gian quay thôi. Chị quý á là không có thời gian quay. Không có phải nuôi công, là không có thời gian. Bây giờ muốn ai muốn nói cái gì đó không hề. Trước mà. Một đúng tay hắn chỉnh. Mới 18 tiếng trước mà. Đúng rồi đó. Có nhiều khi nó đăng chậm sao em. Bây giờ mở clip lên đi là biết hết à. Thiệt, cãi cũng gì quý xin lỗi nha. Có gì nói xây xúc là mình cùng Quân không cảm quý nha. Có gì coi clip là có chứng cứ hết. Quý không có thời gian. À, cô bị xin chặn cho mình cái bánh nè, mỗi người một cái bánh. Cảm ơn cô được xin. Đó có bị xin có cặn anh cứ nguyện cái bánh nha. Cha hai mặn vậy em. Cái này của anh là chay. Chay phải không? À, ô. Bánh ngọt, bánh có trứng. Không có trứng con ăn đâu. Thôi để em đổ lại cho anh. Ừ. Dạ không quẻ. Vậy. Đó quá ăn chút nhờ la nha mọi người. Ăn nè bánh mì nha cả nhà. Hôm nay anh cứ nguyện xuất hiện tự nhiên đâu rồi. Có clip có vậy là chứng cứ mà. Có clip coi thì clip này ngày nào vậy ta? Lâu rồi. Clip gì vậy? Bây giờ là chị hiểu rồi, 48. Bây giờ quý có clip là có chứng cứ, quý không có thời gian quay. Bây giờ lấy cái clip làm chứng cứ là được rồi. Cũng làm đó nha mấy anh chị ơi. Tại vì quý người qua cũng không biết thấy tiếng gì. Thì nói chung ở đây chị Quý giờ sẵn đây em cũng nói chị Quý nghe nè. Nói chung là mấy anh chị á, Hạnh Thường Quân cũng góp ý với chị Quý là vậy nè. Chị Quý phải buôn bán đi. Tại vì sao? Hạnh Thường Quân không thể nào mà mấy anh chị có thể mà lo cho Quý cả đời được, chị Quý cả đời được. Quý biết hả? Cho nên là chị Quý cũng phải đặt cho chị Quý kiểu là Quý phải biết kiếm đồng tiền. Chị Quý phải đi buôn bán. Ví dụ mà có ế với số á, thì mấy anh chị sẽ sẵn sàng mua cho chị Quý. Tại sao? Tại vì chị Quý có bỏ công sức ra mình đi buôn bán thì kia đồ. Quý hiểu không? Hiểu, chị đã bị đó. Bệnh nữa. Đó cho nên đó là chị Quý thứ nhất là chị Quý kêu chị Quý đừng có xin tiền nữa. À, anh bị bệnh chị không bị bệnh nữa. Chị Quý nghe em nói hết à. Cái xin tiền á nó phản cảm lắm. Rồi là chị Quý cũng bớt xin tiền cũng không bỏ cái tật xin tiền lại. Và thứ hai á là nói ở đây qua đây chơi nói chung là mình Quân nói chị Quý á ok cái chỗ á là chị Quý là không có đi qua nhóm này nhóm kia, không có nói xấu nhóm này nhóm kia. Thì quá ok, nhưng mà chị Quý cũng phải biết kiếm mình đi kiếm đồng tiền. Tại vì đồng tiền chỉ là cực khổ. Thì mấy anh chị mà quên bỏ nước ngoài ta không có đi làm nó mới có tiền. Chị Quý hiểu không? Chị hiểu mà. Chị Quý cứ buôn bán đi. Chị Quý cứ sáng cứ chiều rảnh một cái số có ngày mai chứ có mua chị làm cho chị buồn chứ muốn mời. Chị Quý biết sao không? Thứ nhất, mua bán giấy số chị Quý đừng có xin tiền người ta. Chị hiểu mà. Chị Quý cứ bán là vụ giá là 11.000 một tờ. Thì chị Quý bán là 11.000 một tờ thì mấy anh chị dù người ta thương
người ta chỉ đưa cho chị Quý là 12 ngàn hay là 15 ngàn thì chị Quý hưởng. Chứ chị ta ký là người ta cho thêm, người ta lì xì cho chị Quý nó sẽ hay hơn là chị Quý xin. Đúng rồi. Giống như anh Tuấn Nguyễn hôm bữa, anh Tuấn Nguyễn cho chị Quý 100 ngàn, còn chị Nguyễn đưa chị Quý 200 ngàn. Chị Quý nói là thôi cho chị Quý luôn đi, nó rất là phản cảm. Chị Quý hiểu không? Khi nào anh Tuấn Nguyễn, anh thấy vậy, anh thấy vậy, tự anh cho á, thì nó sẽ hay hơn là chị Quý xin. Chị Quý hiểu không? Hiểu, hiểu. Rồi chiều á, chị Quý lãnh với số của ngày mai á, chị Quý cứ lãnh đi, xong rồi chị Quý cứ bán buổi chiều, chị Quý cứ bán đi. Rồi sáng chị Quý bán xong rồi về nghỉ. Xong rồi lấy sáng chị Quý ra đi bán cái nữa. Ví dụ mà cái tới giờ tụi em like á, là trưa 11 giờ tụi em like. Chị Quý còn cỡ như 2-30 tờ á, chị Quý vô like. Chị Quý phải sáng ra buôn mấy chị Quý luôn. Ok. Rồi xong rồi cái chiều chị Quý, đầu canh giờ chị Quý 2-3-4 giờ chị Quý lãnh với số của ngày mai bán tiếp. Rồi chị hiểu mà. Chú giờ trong nước ngoài nước cả thế giới muốn quý bán quyền. Quý sao ở đây á, chung á là không có ai ghét bỏ gì chị Quý hết, nhưng mà muốn chị Quý là phải tự mình tạo cái đồng, tự mình bỏ công sức mình ra, mồ hôi nước mắt mình ra, mình kiếm cái đồng tiền. Đó, chị hiểu Quý. Mà nói chị hiểu rồi. Nói chung là nước sôi chị sao mọi chuyện ở đây rồi em làm á đều là muốn tốt cho chị Quý, chứ không phải là phải hại chị Quý cái gì hết. Chị Quý có đi buôn bán, chị Quý có kiếm được đồng tiền. Rồi mấy anh chị Mạnh Thường Quân chị Quý ra đây, chị Quý được các chị Quý Nguyễn mà vui vẻ, mấy anh chị Mạnh Thường Quân lên bông cho chị Quý. Nói vậy thôi. Nên là mong chị Quý đừng bỏ thật xin tiền đi, đừng có xin mất công. Chị xin mới xin người ta giống như là mấy anh chị vậy thì khó chịu, cũng phản cảm. Không ai có thể mà cho chị Quý cái đời được. Đừng có tự bỏ công sức mình ra mình buôn bán đi, hai chị Quý ha. Chị hiểu mà, tiền rất là cực khó xài để dễ kiếm thì khó. Quý rất là hạ tiện, tại vì 14 năm trước Quý là rất là khổ, không có ai mua dùng Quý hết. Quý là biết Quý cũng cố lên, Quý cũng ôm hoài luôn. Ôm tới Quý hả, thiệt á, Quý có mấy triệu luôn, Quý cũng ôm số hết vốn Quý luôn. Bởi vì Quý là khó, bởi vì chung nước ngoài nước cả thế giới Quý là cảm ơn nha. Thương tình thương hệ, anh Quý bị bệnh, Quý cũng bị bệnh. Chị cho Quý ăn chén cơm cũng được rồi. Chừng nào á, mà không bán giấy số, Quý cũng có bán kèm dầu nè. Cứ chia sẻ ăn nha. Thiệt Quý một ngày chị mua 2 tờ số, thì cho Quý qua, Quý đóng nếp vui vẻ, thì cho Quý bán dầu nha. Ở đây á, cứ thương chị em mình. Rồi dầu bán sao ra luôn đi. Một chai là 40 ngàn. Ông Quý á, với lại Hiền. Một lốc bao nhiêu. Một lốc 6 chai, một chai 40 ngàn. Ông Quý sẽ đi bệnh viện phát mấy người già bệnh hoạn, mà chung nước ngoài nước cả thế giới nha. Quý á thì đặt xe làm, ông Quý đi sắp mấy bệnh viện, các người già bệnh viện. Không nói nữa. Từ từ thôi. Ông Quý thường phi lòng lòng. 40 ngàn đúng không? 40 ngàn đúng không? Quý thường phi lòng lòng. Trời lý phi lòng lòng hoài vậy. Quý thường phi lòng lắm. Ông Quý mà trúng số Quý đi cơ cưới phi lòng phải không? Quý đi máu phi lòng chữa. Ý là mọi người như một lốc như là 240 á. Thì ông Quý đi làm xe làm, ông Quý đi bệnh viện phá. 240 đúng rồi. 6 chai là 240 đó. Tại vì cái giấy số nó khó trúng nữa. Ở trong là chị Quý có vụ bán giấy số, vừa bán dầu thêm. Để Quý bị bệnh phát cho. Đó mọi người ơi, chị Quý có bán dầu rồi. Rồi anh Lâm Nguyễn mua hết rồi. Giỡn. Giờ lẽ Quý đi bệnh viện không Quý? Quý em để quảng cáo, chị Quý đừng có nói. Chị Quý là chị Quý đi bệnh viện, chị Quý đừng có nói ra. Vì sao chị Quý? Mình cứ buôn bán đi. Ví dụ người kia đồ cái buôn bán đi bình thường đi, đừng có nói kiểu là giống như mình, đừng có nói là mình đi bệnh viện hay là mình đi cái này cái kia đồ. Quên nữa, nó khó chịu lắm. Bữa Thanh Mai á, nó nói là nó chịu khoản, mà ba nó bị bệnh đó, nên là nó nói là nó chưa chịu khoản cho anh nghe. Nó nói là về bữa nó chịu khoản anh chưa nhận được. Ok, cảm ơn anh. Đó mọi người ơi, chị Quý này là hôm nay có bán giấy số với bán dầu cho mọi người. Dầu thôi, không bán giấy số, Quý là bằng thờ. Chị bán dầu hôm nay chỉ dầu thôi à. Quý đâu bằng thờ rồi. Rồi ok, giờ Quý không bán giấy số nữa hả? Mà dựng bán đi. Ủa là bằng thờ, là bằng thờ với nhạc. Quý dựng bán bán hai cái đi. Chưa gì Quý cứ ra đây. Bán 50 tờ thôi. Bán 100 tờ thôi. Quý hôn có hết vốn, mà Quý này có trúng nó không? Nghĩa là vậy nè, nói chị Quý nghe nè, giờ chị Quý dựng bán giấy số. Vừa bán dầu, vừa bán giấy số, mình kiếm thêm 2 cuộc thu nhập. Chị Quý hiểu không? Đây là bán giấy số, chịu em ăn ít thôi, bán vừa cái khả năng thôi. Xong rồi chưa, chị Quý ra đây lại với em tương tác là buôn bán dầu, buôn bán dầu. Đúng rồi, buôn bán dầu. Tại vì hai chị em cũng bị bệnh nha. Thương tình thương nghĩa nha. Rồi chị Quý bán dầu nha mọi người. Hiện tại là dầu là 40 ngàn một chai nha, một lốc 6 chai này là 240 ngàn nha mọi người. Đó, có ai muốn ủng hộ cho chị Quý nha mọi người. Đó, có bán dầu nha mọi người. Đó, dầu này dầu của Thái Lan nha mọi người. Dầu Thái nha. Dầu Thái nha mọi người. Đó, dầu Thái Lan nha. Ông Quý cảm ơn chung nước ngoài nước cả thế giới nha, ủng hộ bên mình nha.
cho trẻ mình lũng lịch lên, phát triển lên nha. Mình cũng đúng nít vui vẻ lắm, ở đây ai cũng khó khăn lắm. Quý xin lỗi mấy cả thế giới trước, trong lúc quậy nó quý xin lỗi nha. Có gì nói say xúc là không tặng cho quý. Chia sẻ ăn đi. Chưa đi làm ăn nữa hả? Chia sẻ ăn đi, quý còn cúng dặm nữa thì làm dân. Quý đông cưới chị nha, cưới em nha anh. Anh cưới em nha, qua nhà em ở nha. Tối nay là chúng ba rồi là xây nhà đó. Về nhé rồi, quý nhanh chân. Bà bị xây nhà cho Huy Đông. Buồn lắm.